Thưa các bạn, hôm nay tôi có trên tay là một chiếc Asus Memo Pad HD7. Đây là phiên bản giá rẻ có thể coi là nhất ở Việt Nam hiện nay, mà hàng chính hãng, không phải là hàng tàu không có thương hiệu. Asus Memo Pad HD7 thì có sự thay đổi lớn so với phiên bản đầu tiên, đấy chính là màn hình đã được đặt độ phân giải chuẩn HD, và cái thiết kế cũng có một chút khác biệt. Đây, chúng ta có thể thấy ở mặt sau máy là vỏ nhựa mà bóng và có 5 màu sắc để lựa chọn, thay vì là cái vỏ vân sần như ở thế hệ trước. Cái vỏ này thì chúng ta cầm sẽ có cái độ dít vào tay, thế nhưng mà nó sẽ dễ bị dính vân tay hơn so với lại thế hệ trước. Ở dưới dọc loa kéo dài thay vì chỉ có một đoạn ngắn như là model trước. Phím đây chúng ta có phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng, camera 5 megapixel và khe cắm thẻ nhớ micro SD. Chúng ta có thể thấy ở mặt trước là màn hình 7 inch, máy xử lý trang bị và vi xử lý lõi tứ MediaTek. Tất nhiên là không phải là dòng cao cấp, tuy nhiên là vẫn cho độ mượt khá là tốt. Tôi có thể vớt thử ở đây, độ mượt của máy khá tốt. Và các menu đều khá là nhanh. Các bạn có thể thấy là cái màn hình của Asus Memo Pad HD7 theo cảm nhận của tôi là hơi bị ám vàng một chút. Tuy nhiên là hãng có trang bị một cái phần mềm để căn chỉnh lại màu sắc, độ ám màu của màn hình. Ở đây thì khi mà chúng ta để ở cái khu vực giữa, tức là cái khu vực mặc định của máy, thì nó sẽ hơi bị ám vàng. Chúng ta nhìn thấy cái màu chữ màu trắng này vẫn hơi bị ám vàng một chút, nên là mặc định tôi phải chỉnh về hết về phần nhiệt độ màu lạnh hơn, tức là để khử màu vàng. Tuy nhiên là khi mà vào menu chúng ta có thể thấy là cái chữ màu trắng này vẫn chưa hết. Đó. Chữ màu trắng vẫn chưa hết. Giờ tôi sẽ thử vào thử một trang web. Tôi đang sử dụng Wi-Fi, model này thì không có kết nối 3G. Memo Pad HD7 cũng không có cái cáp OTG đi kèm để sử dụng USB 3G như là phiên bản trước. Chúng ta có thể thấy khả năng vuốt ra vuốt vào của máy cũng khá tốt. Tuy là dùng chip giá rẻ nhưng mà cũng sử dụng lõi tứ, tốc độ khá tốt. Đây, thử vào một bàn. Đó, tốc độ vuốt máy. Chúng ta sẽ thử vào một trang xem một đoạn clip. Đây là bàn phím của mặc định của Asus Memo Pad HD7, có phần phím số ở trên. Chúng ta sẽ xem thử một clip Gangnam Style. Máy lốt hơi lâu một chút, có thể là do mạng. Màn hình của máy có thể nói là khá là đẹp. Đây, tôi đang xem một đoạn video chuẩn HD trên YouTube. Giờ chúng ta sẽ thử giao diện camera. Đây, tôi vừa bật là có thể thấy là khi mà chúng ta xoay các hướng thì máy hơi có một độ trễ một chút, tuy nhiên là nó nằm ở mức chấp nhận được. Đó. Tôi sẽ mở cái camera. Đây. Giao diện camera của máy có khá nhiều căn chỉnh ở bên, ví dụ như là bù trừ sáng, các chế độ ảnh 5 megapixel hoặc là các chế độ về màu sắc vintage. Đó.
Đây, các chế độ chụp HDR chụp mà nịnh mắt một chút, đó là chụp làm cho cái làn da của chúng ta đẹp hơn, hoặc là panorama, có rất nhiều kiểu. Đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.